tọa lạc tại trung tâm thành phố biển Nha Trang, một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Marina Hill chỉ cách biển Trần Phú B 2 km, thuận tiện cho việc đi lại từ các nơi bằng nhiều phương tiện giao thông khác nhau. Marina Hill nằm duyên dáng ngắm biển khơi, với tầm nhìn thoáng đãng trên ngọn đồi thoai thoải, có độ cao từ 20m đến 75m so với mặt nước biển, và được bao quanh bởi những vườn hoa nhiều sắc màu, những thảm cỏ xanh mướt và những hàng cây trầm hương tuyệt đẹp. Tất cả tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng tràn đầy vượng khí, thanh bình, đem lại sự may mắn và thật nhiều sức khỏe cho các chủ nhân sống nơi đây. Marina Hill là sự thăng hoa của vẻ đẹp trong xanh của núi đồi, khí hậu biển ôn hòa, cùng những giá trị ưu tú được chắt lọc từ nghệ thuật kiến trúc đương đại. Chính vì vậy, Marina Hill tự hào là dự án biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế độc đáo nhất ở thành phố biển Nha Trang. Chan hòa vào không gian xanh, biệt thự đơn lập Melia Villa ôm trọn hơi thở trong lành của cây lá với nội thất thanh lịch, giúp gia chủ tìm thấy những giá trị sống đáng mong ước và riêng tư. Biệt thự song lập Maya Villa hướng ra cảnh quan xanh ngát của vịnh Nha Trang, đón khí hậu biển mát lành. Với thiết kế hiện đại, tinh tế đến từng chi tiết, biệt thự VIP Maria Villa sở hữu tầm nhìn không giới hạn, chiêm ngưỡng toàn bộ khu thiên đường nghỉ dưỡng Marina Hill với đồi xanh ngút ngàn, cùng với những cơn gió thoảng mùi trầm hương đầy quyến rũ và thanh tịnh. Bên cạnh đó, Marina Hill còn tạo ra những không gian hoàn mỹ đa chức năng cho các dân cư mới được sống trong những điều kiện tốt nhất, với nhiều khu tiện ích như khu vui chơi trẻ em, sân tennis chuẩn quốc tế, siêu thị tiện lợi, phòng tập gym, trung tâm spa đầy đủ dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, thư viện cà phê sách, nhà hàng sang trọng, hồ bơi. Ngoài kia dù phố thị có ồn ào, ngột ngạt thế nào, thì tại Marina Hill, biển thật gần bên bạn để lắng nghe cùng bạn. Thiên nhiên xanh giúp bạn tìm thấy sự cân bằng, cảm hứng và sáng tạo. Bạn sẽ cảm thấy thật thư giãn trong mái ấm nghỉ dưỡng Marina Hill. Những thảm cây xanh mướt sẽ lọc đi những cát, những muối, những hanh khô, cho bạn những cơn gió mát rượi vuốt ve làn da. Mọi âu lo bỏ lại, Marina Hill cùng gia đình bạn chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong môi trường trong lành, vương giả và thật tốt cho sức khỏe. Marina Hill, ngọc xanh phố biển.